À, kính thưa quý thầy cô và anh chị đồng nghiệp, thì hôm nay em xin chia sẻ về vấn đề chẩn đoán sớm bệnh Parkinson. Thì bệnh Parkinson thì chúng ta đều đã biết là một cái bệnh lý thoái hóa thần kinh tiến triển ngày càng nặng dần và rất thường gặp ở người lớn tuổi. Và bệnh nhân Parkinson thì gồm các triệu chứng vận động và các triệu chứng ngoài vận động. Các triệu chứng vận động là do tình trạng chạm các tế bào thần kinh sản xuất dopamine, còn tổn thương các tế bào thần kinh ngoài hệ dopamine axit thì gây ra các triệu chứng ngoài vận động. Và cho tới thời điểm này thì chưa có xét nghiệm nào để chẩn đoán chính xác bệnh Parkinson và vẫn chưa có phương pháp nào để chữa lành bệnh hoặc là làm chậm sự tiến triển của bệnh. À, về để chẩn đoán chính xác chắc chắn mà bệnh Parkinson thì phải dựa vào cái giải phẫu bệnh, thì có hiện tượng mất sắc tố ở phần đặc của chất đen, có mất tế bào thần kinh dopamine axit và có sự hiện diện của thể Lewy. Thể Lewy đó là sự tích tụ của alpha synuclein. Và đây là một cái mô hình về giả thuyết về sự tiến triển của bệnh Parkinson. Thì thứ nhất là cái tổn thương sẽ xảy ra ở cái hệ thống thần kinh ruột và cái hệ thống thần kinh ngoại biên. Sau đó thì tiến triển tới hành não, cầu não, đồi thị hạ đồi, não trước, não giữa và cuối cùng là lan tới vỏ não. Thì theo giả thuyết của một tác giả vào năm 2003 thì sẽ chia thành 6 giai đoạn. Giai đoạn 1 thì tổn thương bó khứu giác và vùng thân não dưới gây ra các triệu chứng mất mùi và táo bón. Giai đoạn 2 thì tổn thương vùng nhân ráp và nhân lục gây nên các triệu chứng về rối loạn cảm xúc và rối loạn hành vi giấc ngủ REM. Và khi tổn thương tới chất đen giai đoạn 3 thì bệnh nhân sẽ có biểu hiện các triệu chứng vận động. Và ở giai đoạn 4, hệ viền vào não bị tổn thương sớm thì gây ra suy giảm nhận thức nhẹ. Và giai đoạn 5-6 thì bệnh nhân sẽ có các triệu chứng về ảo giác và sa sút trí tuệ. Và đây là một cái hình bao gồm tất cả các triệu chứng của bệnh Parkinson, thì chia làm các triệu chứng ở giai đoạn tiền vận động, có nghĩa là xuất hiện trước khi bệnh nhân Parkinson có các triệu chứng vận động kinh điển. Và khi bệnh nhân có các triệu chứng vận động kinh điển thì sẽ chia ra hai giai đoạn là giai đoạn sớm và giai đoạn bệnh tiến triển. Thì trên cái bức hình này thì chúng ta có thể nhận thấy rằng là các triệu chứng tiền vận động có thể xảy ra trước cái triệu chứng vận động tới 20 năm. Và các triệu chứng mà kinh điển xảy ra trong giai đoạn sớm thì là các triệu chứng chậm vận động, đơ cứng và run. Còn các triệu chứng nuốt khó, mất ổn định tư thế, đông cứng chân đi và té ngã thì sẽ xảy ra trong cái giai đoạn muộn của bệnh. Về chẩn đoán bệnh Parkinson thì hiện tại vẫn là chẩn đoán lâm sàng và việc chẩn đoán sai và không được chẩn đoán thì khá là phổ biến. Và tại cái thời điểm mà chẩn đoán thì số lượng tế bào thần kinh dopamine axit đã mất đáng kể trên 50%. Và nếu như trong tương lai có phương pháp chữa lành bệnh thì cái việc chẩn đoán sớm thì vô cùng là quan trọng. Thì hiện tại cái chẩn đoán Parkinson trên thế giới thì người ta sẽ dựa theo cái tiêu chuẩn mới nhất là của MDS vào năm 2015. Thì có hai bước để chẩn đoán. Thứ nhất là chẩn đoán người bệnh có hội chứng Parkinson. Và bước thứ hai xác định bệnh Parkinson chính là nguyên nhân của cái hội chứng Parkinson này dựa theo ba tiêu chí. Và cuối cùng sẽ xếp loại chẩn đoán lâm sàng theo mức độ. Thứ nhất là chẩn đoán chắc chắn là bệnh Parkinson về mặt lâm sàng. Và thứ hai là có thể là bệnh Parkinson về mặt lâm sàng. Về chẩn đoán hội chứng Parkinson thì thứ nhất là bệnh nhân phải chắc chắn là phải có chậm cử động và có ít nhất một trong hai triệu chứng là run khi nghỉ hoặc là đơ cứng. Và ba tiêu chí thì gồm có tiêu chí loại trừ tuyệt đối, các dấu hiệu cảnh báo và tiêu chuẩn hỗ trợ chẩn đoán. À, để chẩn đoán lâm sàng là chắc chắn Parkinson thì thứ nhất là không có các tiêu chuẩn loại trừ tuyệt đối, có ít nhất là hai tiêu chuẩn hỗ trợ và không có các dấu hiệu cảnh báo. Về chẩn đoán lâm sàng có thể là Parkinson thì thứ nhất cũng yêu cầu là không có các tiêu chuẩn loại trừ tuyệt đối và có sự hiện diện một hoặc hai dấu hiệu cảnh báo nhưng được đối trọng với các tiêu chuẩn hỗ trợ, có nghĩa là nếu như bệnh nhân có một dấu hiệu cảnh báo thì bắt buộc phải có một cái dấu hiệu hỗ trợ, nếu có hai dấu hiệu cảnh báo thì phải có hai dấu hiệu hỗ trợ, và nếu như người bệnh có trên hai dấu hiệu cảnh báo thì không được phép chẩn đoán là bệnh Parkinson. Về các tiêu chuẩn loại trừ thì là gồm các cái dấu hiệu mà gợi ý đến các hội chứng Parkinson khác, ví dụ như bệnh nhân có dấu hiệu tiểu não thì gợi ý tới theo nhiều hệ thống, có về chức năng nhìn xuống nhân nhân thì gợi ý tới để cho nhân tiến triển. Và nếu như bệnh nhân có triệu chứng Parkinson chỉ di hạn ở chi dưới hơn 3 năm thì có thể gợi ý tới là hội chứng Parkinson mạch máu hoặc là giãn não thất. Và đặc biệt là trong cái phần hỏi bệnh thì cần phải liên hệ hỏi tới những cái tiền căn dùng thuốc của bệnh nhân. Trên thực tế lâm sàng thì rất nhiều bệnh nhân có được dùng flunarizine hoặc là cinnarizine hoặc là sulfiride và olanzapine trong một thời gian rất dài và sau đó thì có cái hội chứng Parkinson do thuốc. Và kém đáp ứng với liều Calivodopa cũng là một cái tiêu chuẩn để loại trừ bệnh Parkinson. Và đặc biệt là cái hình ảnh học chức năng hệ dopamine tiết tiền synapse bình thường qua DAS scan hoặc PET á, thì cũng là giúp loại trừ bệnh Parkinson. À, về tiêu chuẩn hỗ trợ thì thứ nhất là bệnh nhân phải có hiệu quả rõ ràng và ngoạn mục với dopamine axit. Thì nếu như trong giai đoạn đầu thì người bệnh có thể là
là phục hồi chức năng gần như là bình thường hoặc là bình thường. Nếu như người bệnh và người chăm sóc không có cảm nhận được cái sự đáp ứng rõ ràng thì mình có thể làm cái test levodopa và thấy là cải thiện điểm OPS phần 3 trên 30%, có nghĩa là cải thiện đáng kể. Và hoặc người bệnh có cái triệu chứng dao động vận động bật tắt rõ ràng và có dấu hiệu tắt dần cuối liều, có thể dự đoán được thì cái phần dao động vận động này lát nữa sẽ có bác sĩ Uyên sẽ trình bày rõ hơn. Và loạn động với levodopa cũng là một tiêu chuẩn hỗ trợ. Tuy nhiên thì như nãy bác sĩ Khang có trình bày đó, một cái bệnh nhân bị MSA cũng có biểu hiện loạn động với levodopa, nhưng cái này là tiêu chuẩn hỗ trợ thôi chứ không phải là chắc chắn là bệnh nhân có loạn động do levodopa thì là bệnh nhân này bị Parkinson. Và run khi nghĩ là một tiêu chuẩn hỗ trợ và có các kết quả test phụ trợ là mất khứu giác hoặc mất phân bố giao cảm tim trên nhấp nháy đồ, thì cái này trên ở Việt Nam thì hiện tại cũng chưa có làm. Các dấu hiệu cảnh báo là rối loạn trắng đi tiến triển nhanh trong vòng 5 năm và không có được tiến triển nặng qua các triệu chứng vận động trừ khi là được điều trị hiệu quả, và có các triệu chứng hành tụy sớm trong 5 năm đầu và có cái tiếng thở rít hít vào và suy thần kinh thực vật nặng hoặc là té ngã liên tục trong vòng 3 năm. Đó là các cái dấu hiệu cảnh báo. Ngoài ra thì nếu như là bệnh nhân không xuất hiện các cái triệu chứng ngoài vận động thường gặp trong vòng 5 năm sau khi bệnh đã khởi phát cũng là cảnh báo là không phải bệnh Parkinson, hoặc là có triệu chứng tháp mà không có bệnh lý khác đi kèm, hoặc là hội chứng Parkinson đối xứng hai bên cũng là các cái dấu hiệu cảnh báo. Vậy độ chính xác của cái chẩn đoán lâm sàng bệnh Parkinson là như thế nào? Theo một cái nghiên cứu vào năm 2016 thì nếu một cái bác sĩ không phải chuyên gia về vận động thì cái mức độ chính xác là khoảng 73,8%. Đối với một bác sĩ về chuyên gia về vận động thì lần khám đầu tiên thì mức độ chính xác là 79,6%. Ở những lần tái khám đối với chuyên gia là 83,9%, còn đối với cái theo tiêu chuẩn của Ngân hàng Não Anh Quốc thì 82,7%. Còn đến cái một nghiên cứu năm 2018 thì cho thấy rằng cái độ chính xác của cái chẩn đoán theo tiêu chuẩn MDS là khoảng 92,6%. Vậy làm sao để chẩn đoán sớm bệnh Parkinson? Thứ nhất là phải xác định đúng các triệu chứng vận động và phát hiện các triệu chứng tiền vận động và các cận lâm sàng hỗ trợ. Thì chậm cử động, theo tiếng Anh mình dịch ra bradykinesia là chậm cử động thôi, nhưng mà theo cái tiêu chuẩn của MDS 2015 á, thì để bệnh nhân có cái tiêu chuẩn chậm cử động này thì bắt buộc phải kèm theo có sự giảm dần về biên độ hoặc tốc độ của các cử động lặp đi lặp lại, và phải chậm vận động để trong cái tiêu chuẩn đó là chậm vận động chi, và mình sẽ phát hiện các cử động chậm vận động thông qua các cử động tay và chân lặp đi lặp lại ít nhất là khoảng 10 lần như trong cái phần đánh giá của MDS OPDRS phần 3. Ngoài ra thì chậm vận động còn biểu hiện bằng các triệu chứng như chữ viết nhỏ, giảm nháy mắt, giảm biểu cảm khuôn mặt, giọng nói nhỏ, tăng tiết nước miếng và giảm nuốt, giảm đung đưa cánh tay khi đi. Và đặc biệt là cần phải phân biệt chậm cử động trong trầm cảm, đau khớp, thất điều và yếu cơ. Thì trong những cái bệnh này chậm cử động chỉ là đơn thuần thôi chứ không có cái hiện tượng giảm dần về biên độ hoặc tốc độ khi làm các động tác lặp đi lặp lại. Về run trong Parkinson thì triệu chứng run điển hình là run khi nghỉ theo kiểu vấn thuốc 4 đến 7 hẹt. Ngoài run tay thì còn cái là run ở chi dưới, run hàm hoặc run lưỡi và khởi phát một bên không đối xứng. Và đặc điểm run tái hoạt thì gặp trong 81% bệnh nhân Parkinson, và biên độ run tăng lên khi nghiệm làm các nghiệm pháp hoạt hóa. Tuy nhiên cần phân biệt với run khi nghỉ trong các bệnh lý khác như hội chứng Parkinson khác như là MSA, PSP hoặc CBS, thì trong những cái bệnh lý này thì thường run khi nghỉ nó sẽ không có điển hình theo kiểu vấn thuốc. Ngoài ra là run do thuốc, trong stress, trong bệnh nhân run vô căn giai đoạn nặng, run loạn năng lực, run home hoặc là run chức năng, đó là các chẩn đoán phân biệt cần phải đưa ra nếu như một bệnh nhân có triệu chứng run khi nghỉ. Và một số đặc điểm để giúp cho phân biệt run Parkinson, run loạn năng lực và run vô căn thì dựa vào tính chất đối xứng, biên độ, sự phân bố, các cái dấu hiệu đi kèm, tiền căn gia đình cũng như là đáp ứng với thuốc để giúp phân biệt các cái run Parkinson, run loạn năng lực hoặc là run vô căn. Về đơ cứng thì nhấn mạnh là đơ cứng là tăng trương lực ngoại tháp, và bác sĩ sẽ phát hiện được thông qua vận động thụ động các khớp và ảnh hưởng lên cả các nhóm cơ cập lẫn cơ duỗi và không thu vượt vào hướng và tốc độ là đơ cứng theo kiểu ứng trì. Và khi mà bệnh nhân có triệu chứng đơ cứng rất nhẹ thì mình cần phải cho hoạt động chi đối bên luân phiên để có thể phát hiện ra những cái trường hợp mà đơ cứng rất là nhẹ. Và nếu như bệnh nhân không có kiểu đơ cứng theo kiểu ống chì mà chỉ có là đơ cứng theo bánh xe nâng cưa thì chưa có đủ để
đưa vào cái tiêu chuẩn chẩn đoán của MDS 2015. Tại vì triệu chứng đơ cứng kiểu bánh xe đang cưa thì còn có thể gặp trong run vô căn hoặc run loạn trương lực, chứ không có đặc hiệu cho bệnh Parkinson. Và những bệnh nhân đi thăm khám thì có thể than phiền là đau và cứng khớp một bên, và vì vậy có thể là bị chẩn đoán nhầm với bệnh cơ xương khớp. Về chẩn đoán bệnh Parkinson, tiền vận động, có nghĩa là trước khi các triệu chứng vận động xảy ra thì người ta đang cố gắng kết hợp giữa các triệu chứng tiền vận động, các xét nghiệm về sinh hóa, máu, dịch máu tủy, nước bọt, và các xét nghiệm về di truyền học, các hình ảnh học để cố gắng là chẩn đoán bệnh Parkinson, tiền vận động. Các triệu chứng tiền vận động thường gặp đó là giảm mùi, táo bón, đó là hành vi giấc ngủ REM, trầm cảm và mất ngủ. Giảm mùi thì 90% bệnh nhân là có giảm mùi tại thời điểm chẩn đoán và do tổn thương bó khứu giác. Và một cái người mà bị giảm mùi thì có yếu tố liên quan đến tăng nguy cơ về xuất hiện triệu chứng vận động của Parkinson trong tương lai. Và tuy nhiên triệu chứng này tuy nhạy nhưng mà không có đặc hiệu. Và táo bón thì có thể chảy ra trước chuyển vận động tới 20 năm, liên quan tới tổn thương trên vận động lưng của dây 10 và hệ thống thần kinh ruột. Tuy nhiên nếu như sử dụng riêng rẽ thì cái triệu chứng này có độ đặc hiệu thấp và giá trị tiên đoán dương thấp. Về rối loạn hành vi giấc ngủ REM thì khoảng 50-70% người bệnh có rối loạn hành vi giấc ngủ REM sẽ xuất hiện bệnh suy nuclein trong vòng 5-10 năm, và đây là triệu chứng có giá trị tiên đoán dương cao nhất trong số các triệu chứng tiền vận động. Theo một nghiên cứu 2020 thì 76,9% bệnh nhân PD có rối loạn hành vi giấc ngủ REM. Và test mùi thì cái tỷ lệ giúp phân biệt bệnh nhân Parkinson với người khỏe mạnh với độ nhạy từ 61-95% và độ đặc hiệu tới 66-96%. Về chỉ dấu sinh hóa thì hiện tại là trên thế giới người ta đang làm rất là nhiều nghiên cứu để tìm ra các chỉ dấu sinh hóa trong máu, dịch não tủy cũng như là nước bọt để chẩn đoán bệnh Parkinson. Tuy nhiên là vẫn chưa có một cái khuyến cáo nào được đưa ra với các cái chất cụ thể. Về MRI não thì mục tiêu của MRI não đầu tiên là giúp phân biệt hội chứng Parkinson với các hội chứng Parkinson khác. Ví dụ như là hội chứng Parkinson mạch máu, hội chứng Parkinson giảm nó hết, hoặc các dấu hiệu mà giúp hướng tới MSA hoặc BSB. Và trong những năm gần đây thì người ta đưa ra cái dấu hiệu mất nuôi chim én. Đối với một người bình thường thì các cái tế bào thần kinh domain negative giàu melanin sẽ tạo ra một cái hình ảnh giống như là đuôi chim én trên cái xung SYI. Tuy nhiên ở bệnh nhân Parkinson thì cái dấu hiệu mất đuôi chim én này đã gợi ý đến cái sự giảm của tế bào thần kinh dopamine negative, và độ nhạy là 98,5% và độ đặc hiệu là 94,3%. Ngoài ra các hình ảnh học về SPECT, PET, siêu âm Doppler xin trỏ thì giúp phân biệt bệnh nhân Parkinson với người khỏe mạnh ở độ nhạy và độ đặc hiệu cao. Hình ảnh SPECT thì đánh giá sự thiếu hụt các dopamine negative tiền synapse, giúp phân biệt bệnh Parkinson với run vô căn, run loạn trương lực và hội chứng Parkinson không do thoái hóa thần kinh, ví dụ như do thuốc và tâm lý. Tuy nhiên thì không giúp phân biệt hội chứng Parkinson với các bệnh lý thoái hóa, phân biệt bệnh Parkinson với các cái bệnh thoái hội chứng Parkinson do thoái hóa thần kinh, ví dụ như là MSA, CBD hoặc là PSP. Đây là một cái hình ảnh của cái hình ảnh last scan ở bệnh nhân bị run vô căn và bệnh nhân Parkinson, thì có sự bất thường ở bệnh nhân có bệnh Parkinson. Đây là một cái hình ảnh về F-dopa PET thì có hình ảnh của người khỏe mạnh, người bệnh Parkinson giai đoạn sớm và người bệnh Parkinson giai đoạn tiến triển. Về siêu âm Doppler xuyên sọ thì ghi nhận là cái hình ảnh tăng phản âm ở chất đen. Ở bệnh nhân có hội chứng Parkinson nhẹ thì độ nhạy lên tới 91%, độ đặc hiệu 82% và giá trị tiên đoán dương là 93%. Và có cái hình ảnh là chụp nhấp nháy đồ để đánh giá cái tế bào thần kinh giao cảm hậu hạch ở tim. Thì đối với bệnh nhân mà Parkinson á, thì có cái tổn thương tế bào thần kinh giao cảm vừa tiền hạch và vừa hậu hạch. Còn trong bệnh MSA thì đa số là tổn thương các cái tế bào thần kinh giao cảm tiền hạch. Còn cái MBIG thì nó đánh giá cái tế bào thần kinh giao cảm hậu hạch. Vì vậy nó sẽ là bất thường trong bệnh Parkinson và hầu như là bình thường trong MSA. Và nó giúp phân biệt PD và MSA là tới 77, độ đặc hiệu là 77%. Ngoài ra gần đây thì vì cái vấn đề mà đánh giá chủ động chậm vận động đối với những trường hợp nhẹ thì nhiều khi là lâm sàng cũng rất là khó, nhiều khi là không chắc chắn với những trường hợp rất là nhẹ, thì người ta mới làm cái nghiên cứu về vận động của ngón tay khi gõ bàn phím để giúp đánh giá chính xác hơn cái tình trạng chậm vận động. Và người ta ghi nhận là phân biệt cái nhóm bệnh Parkinson giai đoạn sớm và nhóm chứng với độ nhạy là 92% và độ đặc hiệu là 95%. Và cái MDS người ta đã đưa ra một cái bảng về các cái yếu tố nguy cơ, ví dụ như là giới nam, rồi hút thuốc lá,
rồi tình trạng hoạt động thể lực và các triệu chứng tiền vận động như là táo bón, mất mùi, rối loạn đi tiểu, trầm cảm, để người ta đánh giá là cái khả năng xuất hiện triệu chứng vận động bệnh Parkinson là bao nhiêu. Thì em xin kết luận là chẩn đoán chính xác bệnh Parkinson giai đoạn sớm hiện nay vẫn còn là một thách thức. Và vì trong nước Việt Nam hiện tại thì các cái cận lâm sàng hỗ trợ thì hiện tại là không có nhiều. Vì vậy là phải khám lâm sàng đầy đủ và hỏi bệnh sử một cách chi tiết. Và cái chẩn đoán thì vẫn phải dựa vào các tiêu chuẩn của MDS 2015. Và do cái tiêu chuẩn chẩn đoán này nó cũng là khá dài. Vì vậy nếu như mà muốn không bỏ sót thì chúng ta nên sử dụng những cái bảng checklist để cho cái việc đánh giá nó dễ dàng hơn. Dạ, em xin cảm ơn quý thầy cô và các anh chị đồng nghiệp đã chú ý lắng nghe. Xin cảm ơn thạc sĩ Thương.